Ngày 17 tháng 4, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét xử bà Trương Thị Kim Soan, 50 tuổi, ngụ Quảng Ngãi về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Số tiền chiếm đoạt được Viện Kiểm sát nhận định là 3,2 triệu đô la Mỹ, tương đương 67 tỷ đồng. Tại tòa, hội đồng xét xử cho rằng Viện Kiểm sát truy tố hành vi và tội danh của bà Soan có cơ sở. Bà Soan đã thực hiện hành vi gian dối, chiếm đoạt của người nước ngoài với số tiền nêu trên. Theo hội đồng xét xử, bà Soan cố ý phạm tội, xâm phạm tài sản của người khác, thể hiện sự coi thường pháp luật. Ngoài ra, bị cáo không thành khẩn khai báo trong suốt quá trình xét xử. Theo đó, hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bà Trương Thị Kim Soan mức án 18 năm tù. Với trách nhiệm dân sự, tòa nhận định yêu cầu bồi thường của bị hại có cơ sở nên buộc bà Soan phải bồi thường số tiền 3,2 triệu đô la Mỹ, khấu trừ số tiền 20 tỷ gia đình đã nộp trước đó. Hội đồng xét xử lý giải, gia đình bị cáo nộp 20 tỷ và xác nhận đây là tiền bồi thường, không phải tiền bảo lãnh như lời khai của bị cáo nói tại tòa, cho nên phải khấu trừ vào số tiền bồi thường cho bị hại. Hội đồng xét xử quyết định kê biên 3 bất động sản của bà Soan, đồng thời đề nghị cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, tránh bỏ lọt tội phạm với người có liên quan.